Yeah, get every dust out, okay? Thank you. Nhà không bao giờ dọn, qua đây dọn nhà. Nhà. Ở nhà người ta ăn cơm người ta mặc đồ của người ta luôn rồi cô chú. Good job everybody. Make sure you guys clean. This what you doing? Go eat. Đây bánh trôi nước đây. Xong. Nó sẽ đâu hết. Con này đi qua bên này thèm ăn cái này không có ăn được, trong khi bên kia là toàn là đem cho người ta thôi. Không, em tính kêu chị là đem qua đây đem không được mà không em ủa cái này trời ơi, cái này là cái xe nhỏ xíu rồi các bạn ơi, nhưng mà nó mix size, cái này là size 5 cho tí, chắc là size tại gia đình mình mới ăn xong nên thành ra là mình để định là sẽ để ngay đây cho nó tan từ từ, mở lửa nhỏ vậy đó các bạn, nên thành ra là mình để vô cái chảo này. Bên kia mấy cái gãy này nè, tôi đâu có bán đâu, tôi còn đem đi cho thôi. Trời ơi cái này là chắc là size 3 nè. Nhưng cuối cùng thì mình quyết định là để lại vô nồi bụi cho bá lửa để mà nấu cho nó chín luôn. Nó chín rồi nhưng mà ý là cho nó tan xong rồi ngồi ăn luôn các bạn. Lúc đầu là định là để đó xong rồi nó tự tan một hồi ăn thôi. Nhưng mà nhìn cái thèm qua mấy chị em ngồi nói chuyện này kia vui á, nên thành ra là ngồi ăn hết sạch luôn. Của mình đây. Bên đây là có em út của mình làm các bạn. Rất là ngon luôn. Nên mình đây là có thể sau này sẽ có đơn món này nha, mình sẽ mở đơn làm cái món này mới được. Ngon quá trời ngon. Không, đâu có ăn đâu. Đâu có ăn đâu, chỉ là ăn thôi nè. Nói không ăn rồi, không tin. Ê, cái bông bánh mua bịch này dơ quá. Yeah.
Trời ơi sao ăn khổ quá vậy? Khổ lắm. Bé không được hả? Không. Nó không ăn. Thử cái này biết đâu ra. Ăn cái này là cái tay dơ lắm. Cái này hả? Hàng bình hả? Cái bẹ A. Good way. I know, đây bà chồng phục vụ bơ. Nhưng hôm nay bơ sẽ phục vụ chồng. Thường thường sẽ làm video hạnh phúc, nhưng mà nãy giờ là cãi nhau rồi khi mà tắt video. Bây giờ mới quay lại làm lành rồi. Làm lành vì quay phim. Dạ, mọi người hết quay video là bắt đầu cãi nhau tiếp. Bà thử đi. Không được. Ê, phải làm lẽ thế này. Chạy đi. Định ăn hay là chơi đây? Đây này. Bứng lại cái chân. Đút đây, đút qua ăn rồi đút. Ăn đi, muốn ăn nhiều ăn xong rồi mọi người muốn chơi rồi ăn tiếp. Ăn rồi hả? Ăn thử. Ăn rồi hả? Ăn thử thôi, chưa ăn thiệt. Ăn chơi thôi. Cái gì mà rửa tay rồi hả? Ai? Cái này. Cái này bận gió mẹ. Cái này bận gió mẹ. Ừ. Cái này bận gió mẹ. Cặp cái này đi, anh nhé. Bằng cái sao bắt mình á, ta bằng tự nhiên kêu cạp cái này đi. Thì cái này phải cạp thôi chứ không có thể làm gì được. Đây này. Bữa ít thôi. Give me a little bit salt. Bằng bằng trên bàn hả? Người đây ăn luôn nữa thôi, đừng có đi chỗ khác hết. All of them are all like pretty far away. Này mà bông. Đây. You can get sauce put it over here. Thank you. You need to get sauce. They're all so far away, babe. Where is your spoon, Hannah? I throw away. I wash it. Man, any but the fruit with the other my meat. Tempa. Fruit with the tempa. I feel like it would be when we go to the beach. We drive that one day to the beach and like that, and nobody's really gonna spoon like that. So I don't know. Oh man, I feel like what that one is good. Got a pool. The kid is really that's a vacation right now. More like pick fruit, eat seafood, and then like, ow. Ow for someone watching. Man. I don't care. Okay. That with the pool? Yeah, this one. Okay, good. I think the pool is good, so we can swim anytime. Yeah. And kind of, I don't know. I feel that's the best one. The no. Shh. And it's $2.50. This Newland, but they're Orlando. Yeah, Orlando. Orlando cũng gần Tampa mà. No, sao nó couple hour được? Orlando mà, yeah. Hồi trước chúng tôi ở Orlando xong rồi đi Tampa mà, đâu có hour đâu. Mình hai cái kia đấy hả? Ừ. Cũng hình như cũng một tiếng mà. Hơn. Tiếng mà đi trái cây về đó. Cái dạng. Mùa này trái cây quê mùa này sầu riêng. Mùa này. Đừng đã đâu có sầu riêng đâu. Dạ. Đan ha. Đang thèm sầu riêng. Cái mứt, cái xoài này kia, cái nhãn. Ông cái sầu riêng đi rủ anh đi qua đến Minh Kiều. Trung tâm gì nữa, nào bọn lại. Lên một thùng luôn nha, nên mà mua lên một thùng luôn nha. Một thùng 120 đồng. Look at this girl. Look her face. Cái nào rẻ hơn á. Do it. Thiệt mà. No, I don't want to eat now. How much will this be? $90. Really? Really? Why so rare? Same club, huh? I don't know. Same club. Any kind of fruit? Fruit, seafood, night market. Any water? Any volcano waterfall? We need to make a list of what we're gonna do so we don't. Đây giờ là hết 2 ngày rồi đó, nên mà mình đi chỗ volcano waterfall là 1 ngày đó rồi. Còn đi fruit là cũng 1 ngày luôn á. Mỗi chỗ là 1 ngày rồi.
And then seafood thingy too, seafood market is on Saturday night. Trời ơi cay quá vậy. Hôm nay nó không cay. Nhưng mà ấy bỏ cả đông cả mưa mà không cay đấy. Thì chấm chỗ nào không cay. Chấm bữa nơi rồi, chấm phải hàng này này. Có bữa cái là cả hợp này hìm. Bạn nó biết nên nhưng bà thâu hàng. Như chấm bữa nơi. Excuse me. Mình mang cái bông chặt này. Mình đang hạt bít nè. Rồi. Có lại tỏ phu là ta ăn ra người ta lại một lại bị bông hết nè, bông bông thử ăn nó thử. Ăn thử hết nồi thôi. But you guys like my sauce though? A little too salty, but next time orange juice, add more orange juice, be good. Tastes like red crab, right, man? Thank you. Can you say mấy tiếng vậy? You eat it much? 10. 10 tiếng rồi khi nào đi, bắt đầu muốn khi nào đi? Ai muốn đi sớm đi? Đi sớm không? Ai muốn đi sáng sớm, giờ nào sắp xếp đi, giờ nào đi thôi. Đi không cần phải đợi nhau, thôi đi một lúc cũng vậy. Tuần này đi đi. Hả? Tuần này nè. Đúng rồi, tuần này tới này nè. Đó, tuần này nè. Ý là đi từ thứ mấy. Yes, lady, từ từ bể. Spicy. You go? You say what? Wednesday? No. So I put on the why don't you look at your phone? Because I try to look and I can't find nothing. You see? So you guys think that's okay? My mile, yeah. Oh, to save your car mile? Để in cái anh ấy nạn ấy bên này. Cái gì đó, chanting by guys. 3, 4, 5 guys chanting. Mình là tôm bà gri, tôm bà cá sẵn này. Mommy, give me now. Okay. Hey, say mommy, please. Mommy, cheese. Babe, what are you look into it then? I really got us a place you look into that. So do you guys want to do Thursday or Wednesday? If we do. Call any three. Man, it's closed on Sunday. I looked it up all yesterday and I cannot find a good price. Call get see? Why? The one đi chung nguyên xe thì nó vui hơn. Oh, yeah. If we go on Wednesday, it'd be 18. If you want 18, 15, 16, 17. Thì bây giờ cứ xác định là ngày bao nhiêu đi rồi ngày mai ai rảnh người gọi xe, gọi thứ. Còn nếu không có thì chịu đi xe mình chứ biết sao bây giờ. That's it. Nghe là thích đi phần trời mừng. Xe mấy chỗ vậy? 16 chỗ hả? Đúng, 16 chỗ. Mà mến, bà nè. Nhà bị màu. It's back to red. Turn me lên lại bị màu rồi. You have to red. Back to red. Turn red. Turn red is small. Oh, red chair. Chair. I put in your pocket. 15. You look okay. That's your job. Yeah. Oh, that's not bad. I'm gonna pay basically $264 if we go on Wednesday. Bằng nào? Ăn mười. Chỉ kiểu này là 15 này. À, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13. Your family is 4. Your boyfriend going to? Yeah, he might. 4. 15 rồi. Yeah, boyfriend going. Hold on. 4, 5, 6. 4, 4. 8, 11, 12, 13, 13 rồi. Yes. Some people wanna know. Then why not eat your meal? Ben. I need to come out of that. Next time, Nelson muốn ăn cho Nelson ăn đi. Trời ơi cái này mấy người biết rồi, nhà tôi rồi. Cái gì thiếu cho đi, cái này là lúc nào cũng đầy. Đầy tủ. Bà hả bà? Sao năm ạ? Đi ơi, đi ở vẫn đi ở vẫn ở xa. Ở đây bạn Lâm Hào, ở đây mẹ sao? Đuôi cha. Hai giá thôi ha.
Chú à? Chú đặng. Cái hộp nước tan thôi. Sao cái hộp được bóng này? Người ta cứ cho cô hỏi ăn thì nằm dưới. Nó hơi sao bồn đấy. Hử? Bên đó. Tại giờ tôi sợ. Nha. Nham đậu. Nhiều. Bên. Be quiet. Bên. It's not like I. Yep, be quiet. I can pick which one to get. I am so sorry for you guys watching my video. I know, don't be so mean. Bên nó khỏe. Đi. Bây giờ giặt băng ô, ở đây, ở đây. Mình kia đây ạ. What, she only eat a little bit, she left it there? No. Oh, I'm about to say. Mà ta mặn mặn mặn. Some people wanted it. Ba ơi. Nam ạ, đâu mà bác xa đi ạ. So what do you guys want to do? So we can know to book the hotel, book the place first or whatever. If we want to go for to Wednesday to Sunday, everybody pay $265. If you want to go Thursday to Sunday, everybody pay $218, basically $220. Hello các bạn. Đấy các bạn, đây là một video mà gia đình mình ăn cua tuyết cũng khá là lâu rồi. Và trong video này thì gia đình của mình đang bàn về cái chuyện sẽ đi Florida, Mỹ. Nhưng mà cuối cùng thì các bạn biết được vừa rồi mình đi là không có đi được, tại vì mình nhập viện đó các bạn. Nên thành ra mình đăng lại cho các bạn xem, với lại còn mấy video mình sẽ đăng cho các bạn luôn nha. Lúc đó thì mình hơi bận các bạn, với lại đi ra đi vô, với lại mình nhập viện xong có nhiều video mình không có sửa được á, không có kịp, không có thời gian á. Nên thành ra cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Còn cái vụ mà mình nhập viện á, nó không phải là bị đồ ăn các bạn nha, nó là cái khác. Nhưng mà nói chung là mình cảm ơn các bạn rất rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi thăm em về. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ dừng video đây nha. Hẹn gặp các bạn trong video tới nữa. Bye bye các bạn. Ngồi coi gia đình của mình ăn xíu nha. Nói chung lần này là mình không có quay video, chỉ có quay từ xa thôi. Thì mình có ghép lại cái hình nhỏ các bạn thấy đó, mấy chị em ngồi ăn đứng ngay trên bếp luôn. Lúc đầu là gia đình kêu là sẽ không có ăn tại mới vừa ăn cơm xong các bạn, nhưng mà làm xong rồi định ăn thử thôi, ai về đâu mấy chị em ra ngồi ăn hết sạch sẽ luôn. Bye bye các bạn nha.